Chào bạn, hôm nay tôi tự giới thiệu, tôi là Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng. Hôm nay tôi sẽ làm một video để phân tích về để nhận biết về loại máy khò Quick 850A, xem đâu là hàng có thể dùng được và đâu là hàng có độ bền kém hơn, chứ chúng ta không bình phẩm giữa cái đâu là hàng chính hãng và đâu là hàng không chính hãng. Bình phẩm như vậy nó không hay. Còn lý do không hay thì tôi sẽ nói cho các bạn sau. Thứ nhất, để phân biệt hàng dùng được và không dùng được thì cái đầu tiên nó chúng ta dùng để phân biệt đó là cái gì đập vào mắt chúng ta trước. Ví dụ các bạn nhìn thấy đấy, nói trước đây là hàng đắt tiền và đây là hàng rẻ tiền. Bên trái là hàng đắt tiền, còn bên phải thì là hàng rẻ tiền. Chúng ta nhìn vào những thứ đập vào mắt chúng ta trước, ví dụ để nhận dạng một cái loại hàng đắt tiền có độ bền cao hơn thì tương đương những hệ thống đèn led sẽ lùi vào trong, thiết kế có bố cục gọn. Còn hàng rẻ tiền thì nó thòi ra ngoài, không phải cái gì thòi cũng hay. Tiếp theo ta tính về độ co giãn của dây. Đây là hàng đắt tiền, tôi gập cho các bạn xem. Được chưa? Đủ rồi, đủ ánh sáng rồi. Rồi, khi tôi thả dây ra, hoàn toàn trở về vị trí ban đầu, không bị cong, không bị móp. Hai máy này có mua cùng tại một thời điểm, một cái do Lỗ Ai phân phối và một cái tôi mua chợ rời. Tiếp theo, sang hàng rẻ tiền hơn một chút. Các bạn nhìn tôi bẻ này, gần như không trả lại trạng thái cũ. Và khi chúng ta mới bẻ lên đây và chúng ta thả xuống, ở đây vẫn đang bị méo. Đây vẫn là nhận dạng ở bề ngoài. Chúng ta tiếp tục nhận dạng về ốc, chưa cần nhận dạng về tem. Các bạn nhìn ốc của hàng đắt tiền, tất nhiên là khi đi mua chẳng ai cho các bạn tháo ốc cả. Đắt tiền, rẻ tiền. Tiếp theo chúng ta nhận dạng về bề mặt ngoài trên của tem khi như hàng đắt tiền thường dán ở đâu. Thứ nhất, hàng đắt tiền thường dán ở lệch về phía bên tay phải. Tất nhiên là không thể nhìn vào hai cái loại tem bóng này để mà tem quick này để phân biệt đâu là đắt tiền, đâu là rẻ tiền được. Nhưng quán tính dán thì hàng đắt tiền thường dán bên này. Vì hai cái tem này khi soi lên ở mới thì cái tem này nó có độ bóng và phản quang hơn. Còn tem hàng rẻ tiền thì sẽ không bóng và không phản quang. Và thường là tem tròn. Và cái độ sắc nét của chữ thì thường là hàng đắt tiền sẽ sắc nét hơn rất nhiều. Tuổi thế không nhìn thấy. Tiếp theo chúng ta vào ruột của khò. Ở sau đít cũng có một điểm để cho chúng ta nhận dạng. Thứ nhất, hàng đắt tiền thường dán theo hai tem này. Tất nhiên 100% tôi cam đoan với các bạn là tem Trung Quốc. Và hàng rẻ tiền có cái không. Rồi, nếu hàng đắt tiền thì tại đây cái hình Quick 850A và chữ lỗi rất nét, rất sắc nét, kể cả sau thời gian sử dụng dài. Còn đây là hàng rẻ tiền, người ta tiết kiệm độ khoảng 0,1 tệ để làm ra một cái giấy này. Tất nhiên là khi sản xuất độ khoảng 1 triệu cái này thì 0,1 tệ với người ta là rất lớn. Tiếp theo là một cái mác Made in China 100%. Còn đây cũng Made in China 100%. Nhưng khi hàng rẻ tiền thường là phun sơn luôn lên. Chúng ta khui ruột nó ra. Có một cách nữa để các bạn biết đâu là hàng đắt tiền, là hàng rẻ tiền, đó là khi nhấc khò lên để phát hiện về cân nặng. Thường thì hàng đắt tiền sẽ nặng hơn rất nhiều.
Cái này thì bạn phải sờ máy bạn mới biết được. Và hệ thống gió của hàng đắt tiền sẽ to hơn và ổn định hơn, ít bị rung hơn. Còn hệ thống gió của hàng rẻ tiền, các bạn nhìn này, có thể lắp được như kiểu ngoài ấy mông. Tiếp theo, các bạn không thể xê dịch cái hệ thống gió của hàng đắt tiền được. Sang lấy cái kìm. Tuấn Anh nào hỏi lấy em lấy máy anh gọi anh cho anh Tuấn Anh xem có phải không? Lát tốt Tuấn Anh ý, phải hỏi anh Tuấn Anh nhỉ? Chứ người nào anh Tuấn Anh chết à? Em lấy của anh vừa gọi anh Tuấn Anh lúc trưa đấy, hỏi xem có. Em cần hỏi là có phải anh Tuấn Anh cho người sang lấy hàng hay không thôi. Và tên là gì thôi, cứ Tuấn Anh hàng trăm người học trò. Các bạn nhìn qua này, hai cái chiếc đáp khác hoàn toàn nhau. Ừ đúng rồi, hỏi là anh Tuấn Anh cho người sang lấy đồ à? Tuấn Anh có gọi gì cho anh đâu? Rồi, bề mặt trên. Và mặt dưới. Các bạn nhìn thì không khác gì nhau nhiều cho lắm. Cái sự khác nhau chính là hệ thống gió. Tiếp theo chúng ta sẽ khui tay ra. Tất nhiên nó sẽ có rất nhiều mẹo để cho chúng ta để ý được đâu là đồ xịn, đâu là đồ đều. Nhưng đến bước như này thì đã là quá cẩn thận và kỹ lưỡng rồi. Lấy anh mời người tôi viết tháo laptop.
Các bạn thấy đây là Quick 850A, mai so của Quick 850A rẻ tiền. Đấy một cái tôi biết rẻ đấy chặt lắm. Anh chính nào bên Vĩnh Phúc bạn dùng? Chịu. Bảo gửi vào qua. Tuấn Anh nó bảo sao? Tuấn Anh nó bảo sao? Tuấn Anh bảo không. Không thì đâu phải đâu, Tuấn Anh có nhận đâu mà giao đồ. Sao anh nó bảo là mấy hộ anh chính ở bên Vĩnh Phúc. Chịu. Anh dùng qua chỗ anh Tuấn Anh đấy. Linh tinh Tuấn Anh nó nhận đâu mà. Mới bảo Tuấn Anh nó phải nhận nhưng Tuấn Anh nó không nhận mai sau ấy không à. Rồi. Không khác gì nhau cho lắm, nhưng khi các bạn mới tháo ra thì độ dài của lò xo Quick xịn sẽ nhiều hơn, độ dày và độ mau sẽ nhiều hơn. Cái khác biệt lớn nhất chính là hệ thống hơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.